Mèo con. Quá nhiều mèo con quá vậy. Đừng có đừng động mổ. Chạy mất á, đừng có vô chổng nghe Mina. Nhiều mèo con quá. Ơi cho con được không? Thôi thôi. Ơi chưa. Cho con một con mèo được không? Thôi không có coi con mèo. Hai con ngoài kia là không có lông. Thế giờ sim. Đây là ao cá. Múc dưới đó luôn. Múc đốt dưới luôn. Rồi. Ôi, hai con chó dữ quá. Chó bự quá trời luôn. Này nhờ lông của nó út. Hai ngoài kia nó cũng vậy luôn. Một giống nó không có lông. Do này lông nhiều mà. Chó. Nó chạy gốc mai luôn. Bây giờ quá trời trái luôn. Nhiều gốc mai quá. Cái mít nè. Wow. Cái dừa còn hấp hơn mình nữa. Mà trái quá trời. Wow. Cái mít kìa. Nhiều gốc cây quá. Cái mít này trái bị đen thui rồi. Chết rồi. Trái mít này bị chết rồi. À, con gì nó kêu kìa. Chim. Xuống ruộng ở Tiền Giang. À, cái mít. Mai mọi người thấy không, giờ này mà mai nở hoa. Bữa nay là ngày 5 tháng 3 rồi. Quá trời trái dừa non à. Ngô dừa. Đó có thùng phi đựng nước. Cái xoài. Dừa bình thường nè, dừa bình thường màu xanh nè. Dụng này dài quá. Đây những cái hệ thống để tưới nước tự động khi mình xả nước ấy. Ở từng cái bụi cây nè. Cây này mới trồng nha.
Cái xoài sau đây còn chuối nè. Quá trời, động quá trời luôn. Bên kia mít kìa, xoài dừa mít. Cái ao này có cá nè, chuối nè. À, sao đây? Có hàng đó. Đó. Sen đó, nụ sen đó. Thấy không? À, sen nè, nụ với hoa. Cây dừa ở đây nha, xíu à. Mình đứng nó còn thấp hơn mình nữa. Giờ mình đi lên nha, mình bướm nó bay à. Cái ma đang uống, lấy kẽm uống để cho nó ra hình dáng. Cái mình này chết nhiễm phèn á. Đang tắm rồi. Tắm đi. Nó mát thì nó không ấy. Nó xả xuống như vậy nó không thôi. Ừ. Yeah. Mẹ, mẹ đẹp quá Mika, mẹ có chữa Mika. Thì nó mới đẻ. Đừng có làm gì em. Cái gì? Gà đẻ trứng quá trời luôn. Chút mát mát đi con, chút mát mát ra chơi giờ chưa nắng lắm. Giờ mới 12 chưa mát mát. Bây giờ lên giỏng nằm. Giỏng nằm giống đi. Chờ nè. Lấy đón đội, lấy đón đội. Qua con gà nè, con gà này là gà chân to phải không? Bên này là vuông cá nè. Đó, người ta nuôi cá. Qua đây coi. Đội nón lên, đội nón lên rồi đi coi. Đội nón lên rồi đi coi. Tuổi nè.
Để nó vô đây coi. Không sao, đi lên luôn. Nè, cái mai quá trời nè. Trời ơi, con gà gì mà bự quá vậy? Trời ơi, con gà gì mà nó bự to. Kìa dịch xem kìa. Cục tét. Rồi con dịch xem đằng kia kìa đó. Còn nhí mình như là ở bên kia, mình phải đi qua đầu bên kia. Không, giờ mình đi luồn qua đây luôn. Luồn qua luôn hả? Được luôn. Sợ mấy đứa nhỏ té thôi. Không có té. Đi rồi lên. Luồn cho ngoài luôn. Đó, dịch xiêm nè. Mấy chừng té nha, đi. Đó, con gà. Giờ mình đứng đây mình coi dịch xiêm trước đã. Hello. Ừ, con ngỗng này nó dữ lắm đó nha. Ba con lần rồi Út. Ngỗng với vịt chim á. Ngỗng nó sợ mình, nó la mình ra, nó không muốn mình giận ra chim. Đi lùi xuống cứ dướng con. Ngỗng ơi. Chung bồ câu nè. Đó, nhiều bồ câu lắm á. Dướng con ngỗng rồi. Đâu ngỗng hả? Nè. Rồi, nó mình lùi lại đi. Cái chừng không? Nó mà ngửa cái đầu xuống rồi nó cắn á, nó định cắn. Quá trời con luôn. Kìa cá kìa đó, cá nhảy đó, cá quá trời đó. Cá quá à. Thôi giờ đi lùi lại đi, đi đường kia. Nãy cá nó uổng mình luôn. Ồ, em bé lần đầu tiên được về quê vô vuông. Cây hoa mai nè.